Nào tiếp âm thanh, kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên cửa hàng em về được một lô loa tăng T60, loa hàng dòng loa 6 tép. Lô hàng này thì cực kỳ là đẹp luôn rồi, quá đẹp luôn. Thì lô hàng này thì hôm trước là bên em đã về một đợt rồi, thì bán trong vòng một ngày là hết. Thì lần này nó về được một số lượng, nó cũng số lượng có hạn, nó có tổng cộng là hơn 30 đôi ạ, hơn 30 đôi thôi. Thì hôm nay tiếp tục quay lên là báo các bác là em có hàng về. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Thì bây giờ em sẽ, bác nào mà muốn xem về nội thất của nó, tất cả mọi thông số của nó, thì các bác có thể click lên cái đường link ở phía trên. Đấy, cái phần đường link thì đó là cái video trước đây bên em đã làm. Thì các bác nào mà bây giờ nào mà đã biết về dòng này mà hôm trước mà đặt hàng mà không có đấy, thì bên em thì liên hệ ngay với bên em. Thì hôm nay bên em về là số lượng nó cũng là lớn hơn đợt trước, mà hàng đẹp hơn, đẹp hết. Giá bán của đợt này thì nó vẫn như đợt trước các bác ạ, là 3.600.000 đồng một đôi. Đợt trước là 3.500.000 chưa thay gân, và thay gân là 3.600.000. Tuy nhiên lô hàng này bên em đã thay gân hết rồi mới bán, cho nên mà là giá của đợt này là 3.600.000, 3.600.000, tức là bên em đã thay gân hết rồi. Tránh cái trường hợp là như đợt trước là về hàng về bọn em là quay lên luôn, thì lại các bác nhiều hôm các bác phải chờ nó, cái thời gian nó thay gần nó mất mấy hôm. Thì rút kinh nghiệm thì lần này bên em là thay luôn, thay gần luôn rồi mới đăng lên, tức là xong xuôi hết rồi. Thì tổng cộng là có hơn 30 đôi các bác, hàng bọn em đã tức là thay gần tút tát lại tất rất là đẹp đấy. Các bác là thấy toàn bộ những cái thùng vách của nó là vuông vắn đẹp hết, không có cái nào mà sứt mẻ gì cả, hàng cực đẹp luôn các bác, đẹp lắm. Loa này loa 6 tép với 520 tầng. Đây. Đấy. Đây, và bên đây là bên em đang chờ để lắp vào này. Đấy, cái thùng bên đây này. Đấy, đang chờ để lắp bát vào. Thì bây giờ em sẽ quay cái phần cái nội thất luôn cho các bác xem. Thì đây là cái này nó đang chờ lắp. Vì thợ em, cái phần tần của cái dòng này nó khá là khủng, mà nó có một cái nhược điểm của nó là nó hay bị rơi linh kiện. Cho nên mà đấy, nhất là cái cuộn cám, cuộn to to này, nó hay bị đứt, nó vận chuyển nó hay bị đứt, thì bọn em là phải hàn lại, cho nên nó khá mất thời gian, chứ không phải là về là lắp phát là xong. Còn thùng thì đấy các bác thấy đấy, 10 chiếc là như 10 hết nhá, không có chiếc nào xấu. Đây các bác thấy, này rất chi là đẹp nhá. Đấy, bọn em đã lắp và đậy căng hết bên này nữa. Đây cái đống bên này, đống bên này là bọn em đã cuốn rồi, đây là có khách đặt rồi này. Đi đấy các bác này, đấy đống này là đã xong xuôi, là bọn em bọc túi bóng luôn, đấy, có khách đặt rồi. Thì bọn em chỉ được mai, đó là ngày mai là bọn em chuyển đi. Đấy, còn bên đây là cái đống này là đang chờ các bác chốt. Vào bác chốt. Thì bây giờ em sẽ đi quay luôn cái nội thất cho các bác xem nha. Bây giờ em quay luôn này. Đây là cái thùng của nó này, bọn em tháo này. Thì cái này là bọn em đã tút tát lại hết rồi, đã đẹp. Đây các bác thấy là tép của nó này, 6 tép, mỗi bên 3 tép. Cái tép này là bên em lại hôm tút lại thì bọn em dán lại sơn nó phải bắn vào. Đấy, bắn này. Đấy. 6 tép. Tép này là tép giấy nhưng mà lại có dầu, đấy, gần có dầu, đấy, các bạn thấy. Tép này thì zin hết các bạn. Hàng đẹp hết. Toàn bộ lô hàng này cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Phần tần đây. Phần tần của dòng này thì khủng lắm. Các bạn thấy là nếu như bác để ý ra là những cái loa mà nó nhiều loa karaoke nằm ấy, loa tép giấy đó, thường thường đấy, ít có cái dòng loa mà phần tần nó làm kỳ công như loa này. Phần tần nó quá là khủng luôn. Thậm chí là nó, chúng ta có thể so sánh được với lại loa full 30. Loa full 30 luôn. Phần tần quá là khủng luôn. Đấy, to mà, nhiều linh kiện. Các bác cứ để ý những cái dòng loa phân tần bình thường thì phân tần nó rất là đơn giản, nhưng con này phân tần cực là khủng luôn. Đấy, còn tép nó đây. Tép của nó. Em lười tháo để này quay luôn. Hôm trước là có tháo rồi, các bác tìm lại cái video cũ của em các bác xem nhé. Đấy, tép nó đây. Sau tép phía sau chạm loa đây. Đấy. Đây. Em quay sát cho các bác thấy. Đấy. Công suất của nó là 200W các bác nhá. Công suất 200W, 8 ôm, tần số 40 đến 20k. Đấy, tăng T60. Đấy các bác nhá. Hôm trước là bên em về lô này rồi, bán hàng hôm giờ các bác đều đã biết cái lô hàng này của bên em rồi. Cực đẹp luôn, đây là cái bát của nó này. Bát này, bát là 520 tầng. Côn khá là lớn nhá, côn này côn 51. Đấy, côn 51. Màng xịn luôn. Chúng ta nhìn đấy, các bác nhìn thấy cái màng này là biết là màng xịn rồi.
gần bên em này thay mới rồi đấy, màng màng xịn nhá. Các bác cứ đi tức là những cái bác thợ nào mà bác chỉ cần nhìn qua những như bên kinh nghiệm như bên em thì chỉ cần nhìn qua cái màng loa như thế này là chúng ta là kết rồi. Màng loa này rất chi là xịn, đấy, nhìn phát là màng xịn, từ cái rốn nó cũng là rốn xịn các bác nhá. Đấy. Đấy. Trước khi kết thúc video thì cũng nhắc lại cái giá bán cho tất cả các bác nắm được nhá. Giá là 3.600.000 đồng nhá, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Các bác nào mua thì liên hệ với cửa hàng, số điện thoại ngay phía dưới màn hình ạ, 0967676739 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi ạ.